Chào mọi người, mình là Boom House. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đồ cho gấu. Con gấu mình có chia sẻ chart ở trên trang YouTube, trên kênh YouTube rồi. Các bạn nhấn vào coi và làm nhé. Nhớ khoe sản phẩm với mình. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái áo như thế này. Quần áo mà mình có thể mặc vô được luôn á các bạn. Cái này làm cho con chơi thì đó, xong rồi chúng ta đó, đây, cái này là quần yếm, có sợi dây chéo đằng sau. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái này. Các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn len, bạn dùng cuộn len cotton mill đi ha, hoặc là cotton Việt Nam cũng được. Mình có ghi ở trên đó là kim Clover 2.25 nè. Mình móc bằng kim này. Còn các bạn móc bằng kim hai đầu loại 1.9 cũng ok. Đây, ở đây mình dùng cái loại len này là len nước ngoài, mình chả biết cái len gì. Tencel. Đây, nó là Canada. Đó, đại loại là như vậy. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành móc ha. Bây giờ mình sẽ móc phần trên này xuống hai ống quần trước. Mình sẽ móc, các bạn tạo cho mình 40 mũi xích này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 mũi xích như thế này. Xong rồi chúng ta bắt đầu vòng qua, chúng ta móc vào mũi đầu tiên. Móc vào chân đầu tiên nha các bạn. Đây. Chúng ta kéo qua bằng một mũi trừ. Rồi. Bây giờ các bạn gầy lên cho mình 3 mũi xích, 2 này, 3. Hai mũi xích thôi. Các bạn gầy lên cho mình hai mũi xích nha, gọi là hai mũi bính á. Bây giờ chúng ta móc mũi kép nha. Này nè, mũi kép nè. Vòng lên, chọn vào chân tiếp theo, một cạnh của nó nè. Đó. Một này, một mũi là nó sẽ có một cạnh bên này, chúng ta chọn vào cạnh này. Và nhớ chúng ta để cái sợi dây nó nằm ở giữa luôn để chúng ta giấu. Kẹp ở giữa để chúng ta giấu luôn. Rồi. Kéo dây qua 2 giây. Kéo dây qua 2 giây là chúng ta được một mũi. Sorry. Mình phải móc vào cái chân lúc nãy đã. Tại vì cái này mũi bính nên mình móc vào cái chân lúc nãy đã nha. Đây. 2 giây nhé. 2 giây nhé. Tiếp tục như vậy này, chúng ta móc vào chân tiếp theo này. Kẹp dây ở giữa này. Kéo lên. 2 giây. Kéo qua. 2 giây. Ok. Tương tự như vậy chúng ta tiếp tục móc một kép nha. Mình sẽ thị phạm cho các bạn coi, nhưng mà nó rất dễ. Kéo qua 2 giây. 2 giây là chúng ta được một mũi kép. Chúng ta kẹp hai sợi dây giữa để chúng ta giấu luôn. Bạn nào không kẹp được thì chúng ta dùng kim chúng ta giấu sau.
Mình mắc mũi đơn thì ok, nhưng mà mũi kép nhiều khi nó to nó nhỏ á. Mình quay bằng iPhone nên nó không có nút dừng. Không được bỏ bất kỳ mũi nào cả. Móc hết. Chúng ta móc toàn bộ là mũi, mũi kép hết. Trời. Chúng ta gần hết hàng rồi đó. Rồi. Cho nó móc một cuối cùng. Chúng ta nối vào cái chân đầu tiên này. Chúng ta xong vòng đầu tiên rồi. Nè, các bạn nhìn cái mũi kép của mình nó cũng không được đẹp lắm đâu nha. Nó không có đều lắm á. Bên này thì ok hơn, bên này cái chân này có vẻ nó dài hơn nè. Chứ không phải là mình móc nhiều là móc đẹp đâu. Nhiều người ta móc nhiều vô mũi người ta không đẹp đâu các bạn. Chụp lên sản phẩm nhìn vậy thôi. Mình chỉ nói thiệt là mình móc mũi đơn đẹp thôi. Mũi đơn nhìn đẹp lắm. Mình móc thế nào nó cũng đẹp hết. Còn này nó đưa cái tay, chân nó dài, nó xấu. Chúng ta móc lên hai mũi xích nha. Móc một cái chân đấy luôn. Chân này này, đó, nhìn này. Rồi, trở lên chúng ta móc tương tự như vậy. Mũi kép hết. Bạn nào móc nhanh hộ mình. Mũi kép rất là dễ. Không có gì phải là móc. Nhiều bạn cứ rõ ràng mũi đơn là móc như vậy rồi. Lúc nào cũng kêu là sao bạn móc nhanh vậy. Nhưng mà thật ra móc có vậy thôi chứ có cái gì đâu. Mình đã nói rồi, móc len rất là dễ, cực là dễ luôn. Đó nè. Đó nè. Kéo lần lượt qua 2 giây ha. À, nói luôn, tự nhiên có cái con điên nào á, nó vô nó chửi, nó nói này nói nọ. Mình đã cho nó ra đảo rồi.
tình đọc mấy comment rất là bức xúc. Thực ra thì cũng quan tâm lắm đâu, mà nhìn thấy không hay cho lắm. Hướng dẫn chỉ mang tính chất là thị phạm và hướng dẫn cách cho các bạn làm thôi, chứ còn mà nếu mà làm tất tần tật từ đầu đến cuối thì nó quá chi tiết và nó rất là tốn thời gian. Tất cả chỉ là mang tính chất là thị phạm. Như thầy trên trường dạy á, dạy như vậy mà hướng dẫn cho chúng ta làm không được nó chửi cho nữa chứ. Xong rồi đây nè, nối vào cái đầu tiên, rồi kéo hẳn vào, kéo trượt qua luôn. Rồi tới đây chúng ta, để mình coi chỗ này đây nha. Rồi chúng ta móc thêm một hàng nữa, chúng ta hấp móc thêm một hàng, một kép nữa, 1 2 này, móc lên, móc vào chân này luôn. Rồi đó, tương tự như vậy chúng ta móc thêm một hàng nữa nha. Rồi chúng ta móc vào mũi, chọn vào mũi đầu tiên, kéo hẳn dây qua luôn. Rồi tới đây là chúng ta đã xong rồi. Các bạn kéo cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3 đúng không? Xong bây giờ bắt đầu mình sẽ chia đôi cái thằng này ra. Bây giờ sẽ móc 2 cái ống quần, chia đôi cái thằng này ra đúng không? 3 rồi, chúng ta sẽ móc tròn qua đường này. Biết các bạn chia, các bạn đếm nhé, 20 mũi hay sao, để mình thử chỗ này nè. Đếm chỗ này.
kéo một nửa trượt qua luôn. Hai cái ống biết bằng nhau. Để biết chính xác đúng hay chưa thì chúng ta sẽ đếm từng mũi hai bên là bằng nhau thì ok. Còn mình đoán là nó bằng nhau rồi nên mình móc luôn. Chúng ta móc lên hai mũi bính. Chúng ta móc vào cái chân đó luôn. Này, cái chân này này. Chân này này. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục móc toàn vào mũi. Một kép hết. Rồi, thấy cái dây này không? Bây giờ chúng ta sẽ không móc qua bên này mà chúng ta sẽ móc qua cái chỗ này luôn. Thấy ba cái mũi này không? Móc vào cái chân này này nha. Chứ không là nó sẽ bị hở quá. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc ba mũi. Một này. Ha. Nối vào một mũi trượt để chúng ta kết hàng. Rồi các bạn móc lên hai mũi bính. Rồi tới đây chúng ta sẽ móc mũi nửa kép. Nửa kép các bạn chọn vào cái chân đầu tiên, cái dây này nha, chọn vào cái lỗ này nha. Đó. Rồi nè, chúng ta kéo hẳn qua ba dây luôn. Chúng ta kéo hẳn qua ba dây luôn, gọi là mũi nửa kép. Đó, tiếp chân tiếp theo. Kéo qua. Đó. Kéo qua. Hồi trước mình kêu, hồi trước không biết cái gì đâu. Người ta kêu gọi này là mũi đơn cao gì đó. Đã biết. Này hóa ra là mũi kép. Các bạn móc đến hết vòng là chúng ta cắt dây bập. Mình quay bằng iPhone á, nó rất là rõ trong điện thoại, nhưng mà khi up lên YouTube á thì chất lượng nó bị giảm đi á. Bạn nào mà xem nó mờ quá hoặc là nhìn nó không đẹp á, ở bên cái góc bên phải á, cái góc bên phải của cái màn hình YouTube, cái video mà bạn coi á, nó có cái hình răng cưa á. Các bạn kết vào chọn đó, chọn chất lượng video là 720 nha, HD 720 gì đó thì nó sẽ rõ hơn. Mình cũng thử rồi. Tại mình có quay 4K mình up lên nó cũng vậy à. Tại vì nó giảm độ phân giải xuống để nó tải lên cho dễ hơn á. Rồi, cái chân này chúng ta kéo qua rồi chúng ta chừa dây. Chúng ta cắt bập xong. Chúng ta xong một ống quần rồi. Thấy không? Bây giờ chúng ta tiến hành móc cái ống quần còn lại. Rồi. Dây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân đầu tiên này luôn. Các bạn kẹp dây như thế này, kéo qua. Rồi móc lên hai mũi. Một, hai mũi xích. Kẹp dây ở giữa để như vậy luôn. Chúng ta móc rồi chúng móc móc vào cái chân hồi nãy luôn nè. Đó. Rồi chúng ta móc mũi kép bình thường nha. Đó.
chúng ta kẹp cái sợi dây ở trong để chúng ta giấu luôn cho nó khỏi tù cơ. Đó, các bạn làm tương tự với lại búp bê á, ở nhà các bạn móc đồ búp bê cho con mình chơi cũng được, con búp bê nó cũng có tương tự như vậy. Cái dây xích 40 là các bạn đo vòng eo của con búp bê ấy nhá, mình kéo lên kéo xuống cho nó mặc vừa có quần hay không á. Rồi ở giữa này chúng ta cũng tiến hành móc mấy mũi xích rồi nãy, 3 mũi. Ở đây nó hơi lộ nên các bạn móc vào đây một mũi nữa nha. Tại vì nó hơi chỗ này nó bị lủng lỗ. Rồi. Thêm một mũi cũng sao các bạn. Rồi cái quần của chúng ta các bạn móc lên 2 mũi bính, chúng ta móc mũi nữa, nửa kép như lúc nãy. Rồi như vậy chúng ta móc đến hết hàng là được. Chúng ta nối hàng trời dây trời. Cái quần chúng ta đã xong cái quần rồi đó. Ok, các bạn thấy cái mũi kép mình trên này nó hơi bị lồi lên không, nó không đều đấy. Rồi cái phần ở trên này đây nhá, các bạn mình cái quần này cái dạng hai ống là chia đôi á, các bạn ngắm ở giữa bên này nhá, chúng ta bắt đầu móc lên đây nhá, là đếm 10 mũi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, mình bắt đầu móc từ đây, chúng ta sẽ móc 10 mũi thôi. Chúng ta làm tương tự như hồi nãy, kéo qua trời, chúng ta móc 2 mũi bính lên. Ok, chúng ta móc mũi kép chọc vào cái chân đấy luôn nhá.
10. Ok. Rồi, chúng ta móc lên hai mũi. Vĩnh, chúng ta quay đầu lại. Chúng ta móc vào cái chân cuối cùng này. Vậy như đó không? Đó. Chúng ta móc tiếp. Chúng ta móc đến hết hàng thôi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta móc 10 mũi thôi. Chúng ta móc lên hai mũi bính. Chúng ta quay đầu. Chúng ta móc mũi nữa kép. Đây, chọc vào chân đầu tiên. Kéo qua luôn. Kéo qua. Chúng ta móc lên hết hàng. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái sợi dây thừa này đi. Đó. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Trừ một đoạn dây để khâu. Rồi. Bên kia tương tự. Chúng ta sẽ móc vào đây. Chúng ta sẽ móc vào cái đầu bên này. Rồi, kéo dây qua luôn. Các bạn cũng gầy 30 mũi xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 8, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, trừ một đoạn dây để chúng ta khâu. Đó, như vậy là mình đã xong hình cái. Bây giờ chúng ta bắt đầu khâu. Các bạn dùng cái kim khâu len như thế này nè. Chúng ta giấu chỉ đi. Chúng ta giấu cái đoạn len thừa đi. Đó, kéo qua. Cắt. Dưới này cũng vậy. Các bạn giấu chỉ thừa đi. Rồi, chúng ta đã ra cái yếm rồi đó, thấy chưa? Bây giờ nha, chúng ta sẽ xoay lưng lại. Nè các bạn nhắm nè, cái đường này ở giữa nha. Chúng ta sẽ khâu ở giữa chỗ này nha. Nó sẽ nằm xéo qua một bên. Các bạn làm bên này cũng được, mà mình thích làm bên này. Bên này á thì mặc đồ nó dễ hơn nè. Đó, mình khâu vào đây. Cố định cho nó chắc cái đầu đó lại, không bị tuột ra ngoài là được.
cháu chị Thừa đi. Bên kia tương tự như vậy. Chúng ta cũng khâu vào đầu bên này á. Chúng ta sẽ cố định nó. Rồi. Dầu lên thừa đi. Chúng ta đã xong cái quần yếm cho gấu rồi. Rồi. Ở đây á, bạn nào có cúc á, mình cho hai cái cúc vào đây. Chúng mình sẽ gắn hai cái cúc vào đây. Đó, cái yếm với lại hoặc là làm cái túi ở đây thì nhìn dễ thương hơn. Bây giờ chúng ta sẽ mặc cái quần này. Khi để như vậy này, khi mà làm cái dây này tiện dụng là mình để ngang bên này á, thì khi mình nhét con gấu vào á thì nó vừa. Đây, mình nhét cái chân nó vô nhá, nó không bị vừa. Gấu em, gấu em đã được mặc đồ. Dễ thương cực kỳ. Đó, xong rồi ta vắt cái dây lên. Bên này cũng vậy. Rồi, xong. Đây là một cái quần yếm cho bạn gấu của chúng ta. Đấy. Ok. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình nha. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe kênh của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. So, bye bye.